Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay là một ngày tuyệt vời, không khí rất là mát mẻ sau một cái cơn mưa tuyệt vời và mình được cảm động và thúc giục, thì mình muốn chia sẻ tin lành cho các bạn và đây là cái bài chia sẻ tin lành đầu tiên mà Lộc làm trong cái hình thức vlog này. Thì trong cái bài chia sẻ này thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện rất là kinh điển trong Kinh Thánh. Câu chuyện này gần như cả thế giới đều biết, câu chuyện về người Samari nhân lành. Một câu chuyện thật sự là kinh điển về cái học thức của Chúa Giêsu, về cái sự phi thường của Chúa Giêsu và cũng như là cái sự ẩn dụ của câu chuyện này, cũng như là kiến thức của Ngài và chân lý của tin lành được toát lên trong câu chuyện này. Và Lộc chọn cái câu chuyện này để làm cái bài chia sẻ đầu tiên của mình. Trong cái series vlog chia sẻ tin lành này thì bởi vì là Lộc thấy là cái câu chuyện người Samari nhân lành này đấy, nó mang cái ý nghĩa của đạo tin lành, nó mang ý nghĩa của đạo tin lành rất là rõ ràng, rất là chính xác, rất là cụ thể và rất là đầy đủ, ngắn gọn và xúc tích. Gần như là Chúa Giêsu đã gói gọn cái chân lý đạo của Ngài, cái lẽ đạo của Ngài trong một cái câu chuyện rất là ngắn gọn như này. Liên kết với cuộc đời của Ngài, liên kết với những gì Ngài làm và liên kết những gì xuyên suốt cho suốt cả Kinh Thánh trên những câu chuyện này. Thì mình sẽ khởi đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này là phân đoạn Kinh Thánh của sách Luca chương 10 từ câu 25 cho đến câu 29, tức là bạn thấy chỉ có 5 câu thôi, 5 câu Kinh Thánh. Thì cái câu đầu tiên: khi ấy một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giêsu, thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài hỏi lại ông, trong luật pháp có chép những gì? Ngươi đọc thấy những gì? Ông đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình. Ngài nói với ông, ngươi đáp đúng lắm, hãy làm như thế, ngươi sẽ sống. Nhưng người muốn chứng tỏ mình là người giữ đúng theo luật pháp, ông hỏi Đức Chúa Giêsu, nhưng ai là người lân cận tôi? Thì trong cái độ dài của cái video ngày hôm nay, là cái video đầu tiên, thì Lộc muốn chỉ chia sẻ với các bạn ý đầu tiên của câu chuyện này mà thôi. Đó là 5 câu đầu tiên, còn ý về sau chúng ta sẽ học trong video sau, để cho cái thời gian của cái video nó không bị dài quá. Thì Lộc muốn chia sẻ về bối cảnh lịch sử ở đây. Câu chuyện người Samari nhân lành ấy được bắt đầu bởi một câu chuyện khác, câu chuyện này có cái nguồn gốc là Chúa Giêsu, Ngài giảng đạo, Ngài giảng dạy các môn đồ Ngài, truyền dặn họ và dạy cho cả những người dân xung quanh ở đó. Thì có một người luật sư đứng dậy để hỏi Đức Chúa Giêsu. Ở đây từ luật sư không phải là người tranh tụng, không phải là người kiện cáo theo là người đi tranh tụng ở tòa án như bây giờ, mà cái luật sư ở đây là người nghiên cứu kinh luật. Luật ở đây là luật pháp của Đức Giê-hô-va. Luật sư của người Do Thái là người nghiên cứu kinh luật của Cựu Ước, của kinh Cựu Ước là kinh của Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se. Thì cái người nghiên cứu kinh luật thì gọi là luật sư, hay là trong các bản dịch cũ thì gọi cái người kinh luật này là một rabbi, hay là gọi cái người kinh luật này là một người cũng tương tự như Chúa Giêsu, cũng là một người thầy dạy luật, là một người thầy dạy kinh thánh, cũng là một người có cái chức vụ và cái địa vị cao trong xã hội, tức là người có học thức, có hiểu biết. Vì kiến thức của người Do Thái đấy, thì kiến thức chủ đạo của họ là kiến thức về kinh thánh. Đấy, những người rabbi, những người nghiên cứu về kinh thánh, những người học đạo, những người học theo ngũ kinh của Môi-se và học và hiểu được những điều kinh luật thì là những người rất là đáng trọng và là được coi là những người hiểu biết trong xã hội của người Do Thái. Cho nên là Chúa Giêsu cũng là một người thầy, và cái người luật sư này cũng gần như cái chức vụ của ông ấy cũng là một người thầy, cũng là một người thầy rồi. Thì cái người này muốn chứng tỏ mình cũng là người học rộng biết nhiều, cũng là người hiểu biết giống như Chúa Giêsu. Thì người ấy muốn hỏi thử
Hỏi hỏi thử Chúa Giêsu, tức là giống như là hai người thầy muốn 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 tức là đây có hai người thầy và một người thầy kia như muốn là thử sức, đọ sức với người thầy đang giảng. Thì ở đây nó có một cái chút kiêu ngạo, một cái chút gọi là tự hào tự mãn của một cái con người khi mà đứng lên thử người khác. Địa vị của Chúa Giêsu lúc này là Ngài đang rất là nổi tiếng, Ngài đang rất là nổi tiếng và đang rất nhiều người đi theo Ngài. Các bạn đọc ở trên phân đoạn trước, các bạn sẽ biết rằng Ngài sai hơn 70 môn đồ đi truyền đạo, sai hơn 70 môn đồ đi truyền đạo, có nghĩa là Chúa Giêsu lúc này rất là nổi tiếng rồi và rất nhiều người theo Ngài. Thì cái người này đến thử Chúa Giêsu, thì người này hỏi là: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Cái câu này nó rất là hay các bạn ạ. Câu này thì rất là hay. Câu này là một câu hỏi tuyệt vời nhất trong trong lịch sử nhân loại. Câu này là câu hỏi lịch sử. Câu hỏi này nó mang tính chất tạo lên cái tính lịch sử, cái tính tuyệt vời và cái tính tồn tại mãi mãi cho câu chuyện, cho cái câu chuyện người Samari nhân lành này các bạn ạ. Vì nó liên quan trực tiếp đến sự sống đời đời, sự sống đời đời. Nó liên quan trực tiếp đến cái việc là chúng ta được lên thiên đàng hay là chúng ta sẽ xuống địa ngục. Cái câu hỏi này là một câu hỏi mà cả nhân loại muốn hỏi các bạn ạ. Cả nhân loại muốn hỏi câu hỏi này. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng đấy, chúng ta sinh ra và trong cuộc đời làm người này, chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những sai lầm, chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi được những tội lỗi, chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi được những vấp ngã trong cuộc sống và những lỗi lầm không thể và những lỗi lầm không thể ngờ được chúng ta phạm lỗi mà ta cũng không biết cơ. Thế cho nên là bởi tội lỗi mà tất cả mọi người đều đi xuống địa ngục, tất cả mọi người đều đến với cái chết, là cái chết về linh hồn đấy. Cho nên là con người ai cũng mong muốn, ai cũng khát khao, ai cũng ao ước được lên thiên đàng, được hưởng sự sống đời đời đấy, để mình không phải xuống địa ngục. Thì câu hỏi mà cái người này hỏi trực tiếp Chúa Giêsu là: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Câu này nó rất là hay các bạn ạ. Các bạn phải hiểu, bây giờ các bạn phải hỏi mục sư, các bạn phải hỏi Chúa Giêsu, hay là hỏi tất cả mọi người đi, các bạn phải hỏi hỏi làm sao để tôi có được sự sống đời đời. Các bạn thấy không? Tất cả các đạo đều dạy con người ta là làm lành gánh giữ. Tất cả các đạo giáo, tất cả các tôn giáo đều dạy người ta trở nên đẹp thiện, đều dạy người ta trở nên làm con người tốt. Nhưng nó muốn nói với các bạn này, đạo cái đấy chỉ là cái phần nhỏ thôi, cái đó chỉ là 20% của đạo mà thôi. Còn 80% của đạo là gì? Là sự sống đời đời các bạn ạ. Đạo là cái con đường dẫn người ta đến với cõi vĩnh hằng, đến với cõi gọi là cõi thiên đàng. Đạo là con đường, đạo là đường các bạn ạ. Đạo có nghĩa là đường ấy, đạo có nghĩa là đường, đường đi cho tâm linh các bạn ạ. Cho nên là đạo đấy là con đường mà dẫn người ta đến sự sống đời đời, đến với thiên đàng, đến với Đức Chúa Trời đấy. Tất nhiên là đạo thì phải dẫn người ta đến với cái chân lý rồi. Nếu như bạn không, nếu như đạo mà không dẫn người ta đến chân lý thì làm sao mà đến với cái điều tốt đẹp, thì không đến điều tốt đẹp thì làm sao đến với thiên đàng được, đúng không? Thì cái đó là cái điều chung thôi. Nhưng mà cái điều khác biệt là cái sự sống đời đời này các bạn ạ. Cái điều khác biệt ở đây là cái sự sống đời đời tất cả mọi người đều nói là đã theo đạo nào cũng thế, theo đạo nào cũng được, theo đạo nào cũng là khiến người ta hướng thiện cả, khiến người ta trở nên tốt đẹp cả. Nhưng người ta không bao giờ phân tích được cái đấy là cái ngụy biện mà thôi, cái đó chỉ là cái sơ khởi mà thôi, cái đó chỉ là 20% của đạo mà thôi đấy. Còn 80% cái cốt lõi của đạo là gì? Là sự sống đời đời. Và cái người này hỏi Chúa Giêsu là làm sao để được sự sống đời đời. Khi một người đi giảng đạo thì phải trả lời được làm sao để có được sự sống đời đời. Đấy. Tất cả mọi người đi giảng đạo ấy, Ngọc thấy rất nhiều người đi giảng đạo là chỉ giảng đạo là làm sao để Chúa chữa lành bệnh này, làm sao để Chúa ban phước cho nhiều tiền này, ban phước cho con cái học giỏi này, rồi là ban phước cho xe cho nhà này, rồi ban phước cho cuộc sống bình an, đỡ lo buồn con lo lắng. Nhưng mà người ta không quan tâm đến sự sống đời đời các bạn. Các bạn hiểu là đạo chủ yếu là Chúa muốn hướng người ta đến sự sống đời đời, muốn hướng người ta về thiên đàng, muốn hướng cho linh hồn của chúng ta không phải chết. Điều quan trọng nhất của đạo đó là linh hồn. Còn thể xác này ấy, các bạn học hàng trăm thứ, hàng nghìn thứ, các bạn học lớp 1, lớp 12, học đại học cao đẳng, rồi học lên thạc sĩ tiến sĩ, tất cả để lo cho cái cuộc đời này, tất cả để lo cho cái thế gian này, để lo cho cái mặt để lo cho cái vật chất, cho cái mặt, cho cái trái đất này thôi, sống ở trên trái đất này thôi. Nhưng mà cái sự sống đời đời đấy là phải học đạo. Cái sự sống đời đời là phải đến với
giờ lẽ đạo phải đến với một cái chân lý của đạo, các bạn hiểu chưa? Thì cái điều này mà nên là cái câu hỏi này nó đã khiến cho cái câu chuyện của Samurai nhân ảnh này nó trở lên vĩ đại, nó trở lên tính lịch sử các bạn ạ. Ta hỏi trực tiếp luôn đó, thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Tôi đây phải làm gì để được sự sống đời đời? Đó là cái câu hỏi rất là tuyệt vời. Tôi có tội, tôi đáng phải chết, tôi là kẻ xấu xa, tôi gian ác, tôi khốn nạn, tôi đã làm rất nhiều điều sai lầm. Vậy làm sao để tôi được sống đời đời? Vậy làm sao để tôi còn được hưởng nước thiên đàng? Đó là câu hỏi kinh điển nhất, kinh điển nhất trong Kinh Thánh. Và Chúa mới hỏi lại ông câu này là: ông thấy trong luật pháp chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì? Ở đây câu trả lời này rất là hay. Câu trả lời này bằng cách là câu hỏi. Bởi vì Chúa biết là ông này là người dạy luật, ông này là một luật sư, là một luật gia rồi, ông này là một người học hết ngũ kinh của Môi-se rồi, là người hiểu biết. Thậm chí là người Do Thái, các bạn biết là người Do Thái họ học thuộc 5 cái sách của Môi-se, họ học thuộc kỹ lưỡng luôn. Đó, họ học thuộc rất kỹ. Đó, cho nên là Chúa mới hỏi lại nè. Câu hỏi của Chúa dường như là một câu trả lời luôn. Là ông thấy trong luật chép những gì? Tại sao lại phải hỏi tôi? Trong luật đã chép rất rõ rồi. Trong luật đã chép rất rõ rồi. Thì cái người này mới nói là tất nhiên là trong luật chép để được sự sống đời đời, đúng không? Để được sự sống đời đời, để hưởng được cái sự sống đời đời này các bạn, để hưởng được cái sự sống đời đời này, thì cái người này trả lời là: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như chính mình. Thì ở đây cái câu này là có 2 vế. Đấy, và các bạn nghe cả rất nhiều các mục sư giảng rồi luôn luôn chia cái câu này làm 2 vế. Đấy, cái vế thứ nhất là vế của con người, là của tôi đối với Đức Chúa Trời, và vế thứ hai là của con người đối với con người, tức là tôi đối với người lân cận tôi. Đó là 2 vế. Cái vế thứ nhất là tôi đối với Đức Chúa Trời, tức là con người đối với Đức Chúa Trời, là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Trời người. Đấy, hết có nghĩa là gì? Hết có nghĩa là không còn lại cái gì nữa cả. Hết là hết, hết là cạn, hết là hết luôn, hết là hết tất cả, hết là trọn mọi thứ. Lòng của tôi có bao nhiêu, tôi phải dùng hết. Đấy, tấm lòng của tôi phải trong sạch trước mặt Chúa, phải rõ ràng trước mặt Chúa. Đấy, không giấu giếm Chúa được gì, phải hết lòng với Chúa. Linh hồn tôi phải thuộc về Chúa. Khi tôi đã đến với Chúa thì tôi phải hết cái linh hồn của mình. Tôi phải để cho cái linh của tôi giao thoa với linh của Đức Chúa Trời. Đấy, để cho cái linh hồn của tôi được hiểu về sự thánh khiết của Chúa. Đấy. Sức lực là gì? Sức lực là đến với Chúa, tôi phải dùng cả sức lực của mình. Đấy, dùng cả cái sức khỏe của mình. Đấy. Tôi không sợ mệt, không sợ ốm, rồi không sợ đau yếu bệnh tật, hay không sợ bất cứ một cái điều gì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, bởi vì tôi yêu mến Chúa tôi và tôi dùng hết sức của mình để đến với Chúa trong việc thờ phượng Ngài. Ví dụ thế. Hết trí là gì? Hết trí là khi tôi đến gần Chúa, tâm trí của tôi chỉ nghĩ về Ngài mà thôi. Đó là hết trí. Tôi hết có nghĩa là không để lại một cái gì nữa cả. Thì các bạn đã nghe rất nhiều người giảng về điều này rồi, và Đức Chúa Trời muốn cái điều này. Đức Chúa Trời muốn điều này. Và người kinh luật này dường như rất là uyên thâm, cái người kinh luật này dường như rất là giỏi, rất là giỏi, rất là giỏi. Người này tự tổng hợp 10 điều răn, tổng hợp 5 ngũ kinh của sách Môi-se, tự tổng hợp được ngũ kinh 5 sách của Môi-se để đúc kết ra cái câu nói rất là ngắn gọn này. Đấy, và câu thứ hai là phải yêu người lân cận như chính mình, yêu người lân cận như chính mình. Đấy, yêu như chính mình yêu bản thân mình nào thì mình yêu người lân cận như thế. Thì chẳng ai làm được cái vế vế thứ nhất này, vế thứ hai này, cả 2 vế này chẳng ai làm được trọn vẹn cả. Chúng ta chỉ cố gắng để làm nên trọn vẹn mà thôi, để cố gắng để trở lên trọn vẹn mà thôi. Thì thật ra trong cuộc đời này, trong cái kiếp làm người này, trong bước đường chúng ta, hành trình chúng ta sinh ra và chết đi để trở về với cõi vĩnh hằng, thì chúng ta phải nhận biết một điều là chúng ta là kẻ có tội, và chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời là đấng tha tội chúng ta mà thôi, là đấng có quyền tẩy sạch tội lỗi chúng ta.
Thế nên chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà hết trí mà yêu mến Chúa thôi. Đấy, chúng ta phải cố gắng để đạt những điều này, phải cố gắng để đến gần Chúa. Người nào đến gần Chúa thì Chúa sẽ đến gần chúng ta. Thì cũng như là câu chuyện, cũng như là câu chuyện người đàn bà mất huyết ấy, sờ vào áo Chúa, cố gắng đến với Chúa, và cuối cùng Chúa khi thấy cảm nhận được năng lượng đi ra từ Ngài thì Ngài cố để tìm với bà đó và để chúc phước cho bà đó. Cuộc đời ai cũng thế, chúng ta phải cố gắng tìm với Chúa, tìm với Chúa thì Chúa mới chúc phước cho chúng ta, Chúa mới chúc phước cho chúng ta. Chúa hứa là ai tìm kiếm ta thì ta sẽ tìm kiếm người đấy, ai đến gần ta đến gần người ấy. Chúa hứa và Chúa sẽ làm, ai cầu xin ta sẽ ban cho. Chúng ta chỉ có cố gắng đến với Chúa hết lòng mình, hết linh hồn, hết sức, hết trí của mình. Mỗi ngày tập trận, mỗi ngày tập dần dần để cho cái linh hồn của mình được giao thoa với Đức Chúa Trời, là Chúa, là ông trời, là đấng tể trị, là đấng cầm quyền sự sống và cái chết của linh hồn chúng ta. Chúng ta phải cố gắng. Thì Chúa Giêsu hiểu được điều này, và Chúa Giêsu biết rõ về điều này. Chúa Giêsu nắm bắt chắc chắn được với cái điều này. Và đối với người kinh luật kia ấy, thì Chúa hiểu, là ông ấy cũng hiểu rất là rõ, bởi vì ông ấy được học từ nhỏ giống như Chúa Giêsu được học, là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa Đức Trời ngươi. Đây là câu tóm gọn thôi. Nhưng mà các bạn hiểu là cái người luật sư này, họ thừa hiểu được, các bạn ạ, họ thừa hiểu được cái ý nghĩa của cái câu này rồi, nên Chúa Giêsu không muốn giảng về cái vế thứ nhất cho họ nữa, bởi vì họ là người Do Thái. Người Do Thái được học về Đức Chúa Trời kỹ lắm, học về Đức Chúa Trời rất là kỹ, qua năm sách của Môi-se và Kinh Cựu Ước thì họ học về Đức Chúa Trời rất là kỹ rồi. Thế cho nên là Chúa Giêsu không muốn giải thích về cái nghĩa của cái câu này cho người luật sư kia, mà Chúa muốn giải thích cái vế đằng sau. Các bạn, cái vế đằng sau này nó chính là ý nghĩa của câu chuyện người Samari nhân này. Cái vế đằng sau này chính là cốt lõi để tạo lên câu chuyện của người Samari nhân này, Thì để thống kê cho các bạn ấy, thì Lộc muốn nói là chín mươi phần trăm tất cả những người theo đạo, những người tin đạo đều cố gắng để làm được vế thứ nhất, nhưng thường bỏ quên vế thứ hai. 90% là thường bỏ quên vế thứ hai, hoặc là hiểu nhầm về vế thứ hai. Thế nên là vì sao Lộc muốn chọn cái người Samari nhân này là câu chuyện cốt lõi để giảng về đạo tin này? Vì Lộc muốn nói các bạn này, thực ra chúng ta không thể yêu được Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời yêu chúng ta đâu. Chúng ta không thể nào yêu Ngài lớn như là Ngài yêu chúng ta đâu. Chúng ta không thể làm được điều đó đâu. Thế nên là Kinh Thánh ở đây muốn, cái người luật sư này mới tóm tắt là ngươi phải bắt buộc và phải chọn. Có nghĩa là ngươi phải cố gắng để làm được cái điều đó thôi. Nhưng thực ra ta không thể đạt đến cái mức độ yêu Ngài như Chúa yêu chúng ta đâu. Bởi vì cái vế thứ hai này nó mới là trọn vẹn. Cái vế thứ hai này chúng ta thường bỏ quên và hiểu nhầm, cho nên là chúng ta không thể làm được cái vế thứ nhất. Bởi vì vế thứ nhất tồn tại khi vế thứ hai tồn tại. Các bạn hiểu chưa? Thì Lộc muốn phân tích các bạn ở đây trong một cái ý này rất là hay. Lộc muốn nói cho các bạn một cái công thức như này. Là yêu Chúa đấy. Yêu Chúa phải bằng yêu người nhân với yêu đạo Chúa, hay yêu lời Chúa. Tức là cái vế thứ nhất nó chỉ thỏa mãn
khi vế thứ hai thỏa mãn. Lộc nói lại một lần nữa cho các bạn hiểu là yêu Chúa phải bằng yêu người nhân với việc yêu lời Chúa. Yêu lời Chúa Lộc sẽ giảng cho các bạn trong một cái video khác. Đấy, nhưng mà yêu Chúa phải bằng yêu người nhân với yêu lời Chúa. Cho nên nếu các bạn không yêu được người lân cận các bạn ấy, thì các bạn không thể nào yêu Đức Chúa Trời được. Không thể yêu à? Yêu Đức Chúa Trời được. Yêu Chúa chỉ được thể hiện, yêu Chúa chỉ được tồn tại khi yêu người được thỏa mãn, khi chúng ta phải yêu được người khác. Kinh Thánh chép rằng là nếu ai nói rằng yêu Đức Trời mà ghét anh em mình thì nói dối. Bởi vì người là con người với nhau là nhìn thấy nhau bằng sự thật, nhìn thấy nhau bằng mắt, mắt trần, mắt thịt được, mà còn không yêu nhau này thì làm sao chúng ta yêu được một Đức Chúa Trời không nhìn thấy được, không nhìn thấy được bằng mắt trần. Cho nên các bạn nói các bạn yêu Chúa mà không yêu người xung quanh các bạn ấy, thì các bạn đấy là nói dối. Bạn nói dối, nói dối các bạn. Nếu như các bạn còn ghét một ai trên thế giới này, còn ghét một ai xung quanh nhà bạn, còn ghét một ai trong hội thánh bạn, còn ghét một ai trong cộng đồng của bạn, thì có nghĩa là bạn không thể nào yêu được Chúa đâu. Thế là Lộc muốn nói với các bạn là cái việc đầu tiên ấy là cố gắng là phải hết, nhưng cái việc thứ hai ấy các bạn thường hiểu nhầm, cho nên là các bạn không thể thỏa mãn được cái vế thứ nhất, không thể thỏa mãn được cái vế thứ nhất. Chúa Giêsu nói là nếu như ngươi đang đi đường đến đền thờ để dâng của tế lễ mà cãi nhau với người lân cận mình thì hãy về ăn năn xin lỗi, giảng hòa với người lân cận mình, thì hãy rồi sau đó hãy đến dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Cái điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn, cái đạo mà tin lành mà Chúa muốn khai phóng ra, cái đạo tin lành mà Chúa muốn khai giảng ra, tất cả những gì mà Chúa muốn dạy ra là Chúa muốn nhấn đến cái việc là chúng ta phải yêu người khác trước, yêu đồng loại trước, yêu con người xung quanh chúng ta trước, thì chúng ta phải yêu như vậy thì chúng ta mới thể hiện được tình yêu Đức Trời. Chúa nói là khi thấy các con yêu thương nhau thì người ta sẽ nhận biết Chúa là Đức Trời các con. Chúng ta phải yêu và phải yêu những người xung quanh chúng ta, phải yêu những người xung quanh chúng ta. Đó. Nói tiếng lạ rất là tốt, nói tiên tri rất là tốt, chữa lành đuổi quỷ, giảng đạo rất là tốt, làm rất nhiều việc tốt. Nhưng Thánh đồ Phaolô nói là nếu như tôi không có tình yêu thì mọi thứ tôi có chỉ là như đồng kêu thôi, chỉ là tiếng chuông, chỉ là tiếng kẽn thôi, nó chỉ vang lên một lúc nào đó rồi nó tắt đi mất các bạn ạ. Cho nên chỉ có tình yêu là trường tồn vĩnh viễn, tình yêu là mãi mãi còn lại, tình yêu là thứ cuối cùng không bao giờ chấm dứt. Tình yêu sẽ không giống như một tiếng kêu vang lên rồi tắt đi, mà tình yêu là một mạch nước, là một mạch sống vang ra trên đời đời. Cho nên Chúa Giêsu muốn nhấn vào cái vế thứ hai là ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết là cái người luật sư này là người Do Thái, họ thừa hiểu về đạo Chúa, họ thừa hiểu về Chúa là Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng mà cái vế thứ hai họ lại không hiểu được rõ, cái vế thứ hai họ thường hiểu nhầm, cái vế thứ hai họ không nắm bắt được. Cho nên là đạo Chúa thường là cái vế thứ hai không thành công, thường là cái vế thứ hai không thành công. Cho nên Lộc muốn nói với các bạn, chia sẻ với các bạn ấy, là con người Việt Nam chúng ta là người gọi là nông dân lúa nước đấy, sống là thờ thiên, thờ trời là đầu tiên, nhưng không biết trời là Đức Trời, không biết trời là ông trời đấy, là chính là Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nên là đầu tiên muốn dạy đạo cho họ, muốn dạy đạo và khải đạo cho người Việt Nam thì phải hướng họ, phải cho họ nhận biết ông trời mà họ thờ vốn là Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi họ nhận được điều này rồi, và đa phần những người theo đạo tin lành ngay thời điểm ban đầu ấy, họ học rất kỹ về Đức Chúa Trời, họ đọc về tín lý, họ học về giáo lý, họ học về các sách thần học,
Đấy, và nghe giảng, nghe buổi linh, nghe chia sẻ về đạo Đức Chúa Trời. Nhưng mà Lộc thấy rất ít những người mục sư là họ không giảng về cái vế thứ hai, là cái vế phải yêu người lân cận, phải là cái giảng về phải yêu người khác, mà đa phần chỉ giảng về cái vế thứ nhất, là cái vế là người phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến Chúa thôi. À, tất nhiên là chúng ta phải giảng cái đấy khi mà họ tin Chúa rồi, chúng ta phải giảng cho họ biết về Chúa là ai thì họ mới yêu Chúa được. Họ tin Chúa rồi thì họ phải biết Chúa là ai, họ mới tin được, họ mới yêu được Chúa được. Nhưng mà để thỏa mãn yêu Chúa thật sự là như thế nào, yêu Chúa thật sự nào, thì họ lại chỉ giảng về cái này rất là nhiều. Họ phải giảng về cái này rất là nhiều, nhưng mà họ lại không giảng về cái này, họ lại không giảng về cái vế này. Cái vế yêu người này là cái vế khó hơn cái vế yêu lời Chúa, nhưng họ lại không làm được. Và Lộc muốn nói luôn và nói thẳng với các bạn là sau nhiều năm sống trên đất Việt, làm việc trong đạo Chúa, thì Lộc nhận ra rằng một cái sự thật rằng chúng ta không truyền đạo được, chúng ta không khai phóng được đạo tin lành, chúng ta không làm cho Việt Nam phấn hưng được, bởi vì chúng ta không thật sự yêu người Việt, chúng ta không thật sự yêu con người Việt Nam, yêu những người xung quanh chúng ta bằng một tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu, bằng một tình yêu Đức Chúa Trời muốn hướng đến, bằng một tình yêu Đức Chúa Trời muốn dạy các bạn. Khi mà Lộc nhận ra những điều này ấy, thì Lộc cảm thấy rằng là thật sự đúng là thời gian đã trôi qua rất nhiều, và chúng ta đã sống rất nhiều năm trong sự mờ nhạt, trong sự mờ nhạt. Chúng ta thường nói về ánh sáng đấy, nhưng chúng ta lại không cho họ cảm nhận được ánh sáng. Chúng ta thường nói về lời Chúa, nhưng chúng ta không khiến cho họ cảm nhận được là trong lời Chúa người ta được yêu như thế nào. Bởi vì người ta đâu có nhìn thấy Đức Chúa Trời đâu, người ta chỉ nhìn thấy chúng ta mà thôi. Người ta đâu có cảm nhận được tình yêu của Chúa ngay lập tức đâu, người ta chỉ cảm nhận được tình yêu của chúng ta cho họ trước mà thôi. Cho nên là Lộc muốn nói thật, các bạn không thể truyền giáo được cho người Việt, không thể nói chuyện được với người Việt, bởi vì các bạn không thật sự yêu người ta. Các bạn không hiểu về bối cảnh gia đình người ta, các bạn không hiểu về văn hóa nền của người ta, các bạn không hiểu được tiềm thức tâm trí người ta từ thuở nhỏ đã bị như thế nào. Các bạn không thể hiểu được, không thể nắm bắt được cái văn hóa xã hội của họ như thế nào. Các bạn không thể nào đánh đổ được cái lập trường, cái mà ma quỷ đã tạo trong cái trái tim của họ, trong con người họ. Bởi vì cái tình yêu của chúng ta không đủ chín để làm điều đó. Tình yêu chúng ta làm điều chính nhận. Mặc dù đạo chúng ta rất là tốt, mặc dù đạo của chúng ta rất là đúng, đạo của chúng ta là đạo rất là tuyệt vời, được nhà nước công nhận, được thế giới theo rất là đông, nhưng về Việt Nam thì nghẹt ngọt và phát triển với tốc độ rất chậm, phát triển với tốc độ rất chậm. Tất cả các nước thế giới bây giờ đang bắt đầu phấn hưng, nhưng Việt Nam vẫn chưa có một cơn phấn hưng nào. Con số của những người tin Chúa thì nhiều, nhưng con số ở lại hội thánh thì rất là ít. Và cái vấn đề là chúng ta không khải đạo cho mọi người được, bởi vì chúng ta không yêu được, chúng ta không yêu được. Người ta từng cầu nguyện ấy, đọc thấy rất nhiều buổi kiêng ăn, rất nhiều buổi cầu nguyện, cũng như là rất nhiều buổi hiệp nguyện, luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa phân hưng Việt Nam, xin Chúa ban thánh linh của Ngài, xin Chúa làm những phép lạ, xin Chúa khai ân, xin Chúa mở, xin Chúa dẹp đi những vế ninh ác ninh tà linh, kiểm dịnh tận dân tộc con. Nhưng họ chưa bao giờ cầu nguyện. Lộc thấy rất ít khi họ cầu nguyện là xin Chúa cho con yêu, cho con mang tình yêu của Ngài đến với những người tha nhân. Cho nên cái cách cầu nguyện đã sai rồi, nên hành động nó sẽ dẫn đến sai. Vì tư duy sai, hành động sai, nên kết quả không trở nên tốt đẹp được. Ở đây nói ra thì nó sẽ rất là động chạm, bởi vì Lộc cũng chỉ là một người hậu sinh mà thôi, cũng chỉ là một người sinh sau đẻ muộn, cũng chỉ là một người mới lớn mà thôi. Nhưng cái mà Lộc nhận được thì Lộc muốn chia sẻ ra, bởi vì Lộc thấy rằng ấy, tất cả các đạo khác họ đều hướng đến cộng đồng, tất cả các đạo khác họ đều hướng đến con người, tất cả các đạo khác họ đều hướng vào
chân thiện mỹ, nhưng mà hướng vào trực tiếp cho cái con người đó, trực tiếp cho cái cộng đồng đó, trực tiếp cho cái xã hội này, trực tiếp cho cái thành phần người này. Còn cái đạo tin lành chúng ta đấy thì không 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 thể chưa thể làm được. Có thành công thì thấy chúng ta thường thường chúng ta vẫn thấy là chỗ của mục sư Nam Quốc Trung và những anh em nghiện ngập, là họ hướng thẳng đến những người nghiện ngập, là những người 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 trong cái xã hội của 10 năm về trước, là cái thế hệ 8X, thế hệ 8X là họ bị nghiện rất là nhiều và họ phá hỏng cái cuộc đời của họ. Cho nên là họ cần một cái sự làm lại cuộc đời và cái sự thành và dường như đó là đang thành công. Nhưng mà cái số người nghiện bây giờ các bạn sẽ thấy nó ít đi. Bởi vì bây giờ đấy, con người đang đi đến một cái thú vui ăn chơi khác. Họ đi đến một cái thú vui ăn chơi khác. Cái cộng đồng người nghiện nó sẽ ít đi, cộng đồng người nghiện sẽ đi. Và những người người ăn chơi bây giờ nó sẽ khác đi. Và chúng ta không thật sự yêu, ta không thật sự tìm hiểu, ta không thật sự am hiểu, không thật sự yêu thì chúng ta sẽ không làm được đâu. Không làm được đâu. Bởi vì Lộc nói thật, Lộc cũng là con người và anh chị em cũng là con người. Chúng ta tất cả chúng ta đều là con người, không ai là thánh nhân cả. Chúng ta đều phải đi làm, kiếm tiền để sống, để ăn, để mưu sinh, để lo cho con cái, cho gia đình, cho vợ, cho bố mẹ. Chúng ta đều là một con người, chúng ta đều mang trọng trách họ hàng, làng xóm. Chúng ta đều phải đi đám cưới rồi là cuộc sống phải có tiền điện, tiền xăng, tất cả mọi thứ nó áp đặt đến cuộc đời chúng ta, áp đặt chúng ta. Nên là rất khó để chúng ta yêu người khác, rất khó để chúng ta có dành thời gian để quan tâm đến cuộc sống của những người chưa tin Chúa, rất khó để chúng ta có thời gian làm nên một cái gì đó có tầm ảnh hưởng cho cộng đồng, rất khó. Nên là Lộc muốn hướng các bạn phải đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài giúp con yêu thật sự yêu. Một người cũng được, hai người cũng được, ba người cũng được. Con chưa yêu được cả thế giới này đâu, thì xin cho con, hãy cho con yêu đất nước con trước. Mà con chưa thể yêu được đất nước của con đâu, hãy cho con yêu thành phố của con trước. Mà con chưa yêu được thành phố của mình đâu, hãy cho con yêu làng xóm của mình trước. Mà con chưa thể yêu hết tất cả những người trong làng xóm của mình được, hãy cho con yêu người nhà con trước, người lân cận với con trước, người sát nách nhà bên con trước. Hãy cho con yêu một vài người trước, người bạn bè thân nhất của con trước. Và Lộc muốn hướng các bạn đến cái điều này, hướng các bạn đến điều này. Bởi vì cái câu chuyện người Samari nhân lành là Chúa dạy về yêu, và Chúa dạy về con người, yêu con người. Trong cái video tiếp theo Lộc sẽ phân tích kỹ cho các bạn, để cho các bạn sẽ hiểu được. Cho nên là Chúa mới nói là ngươi đáp đúng đắn, ngươi đáp đúng đắn, hãy làm như vậy thì sẽ được sống. Đó, Chúa Giêsu nói, người đáp ứng lắm, hãy làm như vậy thì sẽ được sống. Người đáp ứng lắm, hãy làm như vậy thì sẽ được sống. Nhưng người kia muốn chứng tỏ mình giữ đúng theo đạo luật nên ông hỏi Chúa, nhưng ai sẽ là người lân cận tôi? Nhưng ai sẽ là người lân cận tôi? Để chia sẻ với các bạn thì Lộc nghĩ các bạn đã hiểu rồi đấy. Ai sẽ là người nâng cấp? Ai sẽ là người nâng cấp tôi? Thì nó sẽ tạo ra câu chuyện người Samari nhân này. Các bạn thử nghĩ xem ai sẽ là người nâng cấp của các bạn. Các bạn thử nghĩ xem ai sẽ là người mà các bạn muốn ban tình yêu cho ngay bây giờ. Khổng Tử nói là ba việc các bạn thể hiện tình yêu. Việc thứ nhất là cái người đó là người đang ở ngay trước mặt bạn ấy, đang ở gần bạn nhất ấy. Người điều thứ hai là cái việc yêu ấy phải xảy ra tại cái địa điểm đấy và ngay cái thời điểm bây giờ luôn, phải yêu ngay lập tức, phải làm ngay lập tức, phải tại cái thời điểm đấy phải làm luôn. Và chính cái con người đấy họ cần bạn, họ cần tình yêu, phải làm luôn. Thì Lộc muốn cho các bạn thì Lộc muốn nói để cho các bạn tưởng tượng ra ai sẽ là người nâng cận của bạn. Đấy, thì khi các bạn đọc đến đây các bạn sẽ muốn đọc ngay câu chuyện bên dưới. Nhưng bạn đừng đọc nữa. Đến đây thôi. Và chúng ta dừng lại ở đây thôi. Bài sau, video sau mình sẽ chia sẻ các bạn về người Samari nhân này. Ý nghĩa thật sự nó sẽ như thế nào. Và khi Lộc đọc được cái câu chuyện người Samari nhân này, Lộc có suy nghĩ nó rất nhiều năm.
rất nhiều năm. Và nó thấy đạo Chúa thực sự ở câu chuyện này nó gần như sáng tỏ. Và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về người người đàn bà Samari bên giếng nước. Nó câu chuyện thứ hai là câu chuyện kinh điển nữa. Là xong cái câu chuyện này nó sẽ chia sẻ câu chuyện đó. Thì Lộc muốn nhấn cho các bạn, ngươi trả lời đúng lắm, hãy làm như thế và ngươi sẽ được sống. Cái người kinh luật hỏi là nhưng ai là người lân cận tôi? Vì người kinh luật đấy, họ sống là người Do Thái, họ là người Do Thái các bạn, họ dễ dàng hiểu với Đức Chúa Trời, họ dễ dàng nhận biết Đức Chúa Trời, không giống như người Việt xa cách Đức Chúa Trời, không biết Đức Chúa Trời là ông trời, không nắm rõ. Nên là cái người Do Thái họ, nhưng mà ngược lại thì người Do Thái họ lại nắm rất rõ, cho nên là người ta rất dễ hết lòng với Chúa, rất dễ hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức với Chúa, yêu kính Chúa, giữ luật của Chúa, giữ lời của Chúa, vâng đạo Chúa. Họ dễ làm, họ dễ làm được đó. Nhưng cái điều họ không làm được, và cái điều này họ thường hiểu nhầm, đó là họ không thể yêu được, vì họ không biết người lân cận họ là ai. Và Lộc muốn chia sẻ cái điều này, cái bài này để dành cho tất cả những các bạn là người tin Chúa rồi, là người tin Chúa rồi, thì các bạn sẽ giống như một người Do Thái thuộc linh rồi, học rất nhiều sách rồi, về thần học rồi, biết về Đức Trời rất nhiều rồi, thờ phượng Chúa thì cháy bỏng lắm, nói tiếng lạ thì tốt lắm, làm phép lạ thì cũng có thể là có người làm được rồi, đánh đàn, hầu việc Chúa trước âm nhạc, thông dịch viên, tất cả mọi thứ đều làm được rồi. Nhưng yêu phức tạp lắm, khó lắm, trường kỳ lắm, dài hạn lắm và gian truân lắm. Thì Lộc muốn nhấn ở đây và muốn dừng ở đây để đặt ra một cái dấu chấm hỏi cho bạn, là nhưng ai sẽ là người lân cận tôi? Để các bạn thay đổi, các bạn phải thay đổi cái tư duy khi mà xem video của Lộc, thay đổi cái cách các bạn cầu nguyện thì hành động các bạn sẽ khác, thì sẽ tạo ra những kết quả khác, tạo ra kết quả khác. Ngày xưa Lộc tin Chúa đấy, Lộc không nghĩ rằng là Lộc sẽ làm chứng được cho cái người bạn của mình tin Chúa đâu. Lộc nghĩ là không bao giờ Lộc làm chứng được, bởi vì nó bắt bớ mình kinh lắm, bắt bớ mình dữ dội lắm. Nó bảo là mày theo đạo thì mày theo luôn, đi chơi với chúng tao đừng nói đạo, đi chơi chúng tao đừng nhắc về Chúa. Rồi là có một thời gian dường như là mình cũng không muốn chơi với họ nữa, bởi vì họ bắt bớ mình dữ dội quá. Nhưng mà đến khi mà Lộc hiểu được câu chuyện này đấy, thì Lộc làm chứng cho người bạn đó, và người bạn đó tin Chúa, và Lộc đã dạy được tín lý cho họ đến bài thứ tư thứ năm. Tất cả đều là sự phép màu của chữ yêu của bạn. Cho nên Lộc muốn nói các bạn là nếu chúng ta không thay đổi tư duy thì chúng ta sẽ không thể làm chứng, không thể phát triển đạo tin lành của Chúa. Nếu chúng ta không thay đổi tư duy hướng về từ yêu thì chúng ta sẽ không làm được đâu. Và để chia sẻ với các bạn thì Lộc muốn nhấn ở đây, muốn dừng ở đây để các bạn suy nghĩ nào. Từ cách cầu nguyện các bạn, tư duy các bạn đã thay đổi đã thì hành động nó thay đổi. Và Lộc muốn chia sẻ qua một chút cái vấn đề này để Lộc nghĩ có nhiều bạn không biết được, không biết bốn mức độ của hiểu biết. Và mức độ thứ nhất là mức độ nhận biết được. Mức độ thứ nhất là mức độ nhận biết được hay là ý thức được đấy, hay là tạm đón nhận được. Đây là cái mức độ hiểu biết thứ nhất. Nó là biết rồi, hiểu rồi. Mức độ thứ hai là mức độ hiểu được khái niệm cụ thể. Đây là mức độ biết thứ hai. Mức độ ba là đưa được khái niệm vào hành động. Đấy. Đưa được khái niệm vào hành động, tức là các bạn ý thức được là các bạn đang cầu nguyện sai rồi.
đừng cầu nguyện cho, đừng cầu nguyện với Chúa là xin phấn hưng, xin cái này cái kia đó, cái đấy cầu nguyện nhiều năm rồi, nhiều năm rồi. Đấy. Bây giờ các bạn phải hiểu được, các bạn phải cầu nguyện Chúa giúp chúng ta được yêu, yêu. Tình yêu là sức mạnh lớn nhất, tình yêu chính là phép lạ lớn nhất, tình yêu chính là phép lạ lớn nhất. Các bạn phải hiểu được khái niệm này, hiểu được khái niệm này là cái mức độ thứ hai. Và các bạn đưa cái mức độ khái niệm này, mức độ thứ ba nó vào, và mức độ thứ ba là các bạn đưa được cái khái niệm này vào hành động, tức là các bạn phải cầu nguyện đi, và bạn phải cầu nguyện đi, và bắt, và khi bạn cầu nguyện xong rồi các bạn bắt đầu yêu đi, bắt đầu yêu, khái niệm yêu. Và mức độ cuối cùng, mức độ này mới chính là tạo nên cuộc phấn hưng này các bạn, mức độ này mới chính là tạo lên, tạo mới chính tạo nên phép màu sự, là biến hành động thành thói quen. Yêu là một thói quen, đó mới là tuyệt vời, đó mới là tuyệt vời, đó là điều tuyệt vời. Yêu là một thói quen, biến hành động thành thói quen, đó là mức độ cuối cùng của việc yêu. Thì chia sẻ đến đây Lộc tin là các bạn đã hiểu được, Lộc tin là các bạn sẽ có thể nắm bắt được, và chắc chắn các bạn sẽ thay đổi cùng Lộc, thay đổi tư duy cùng Lộc, và chúng ta sẽ bắt đầu mọi hành trình mới, hành trình mới. Hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu. Và yêu ai đây, yêu người lân cận nào đây, thì mời các bạn xem vào video tiếp theo, nó sẽ phân tích câu chuyện người Samri nhân và hành trình của bạn. À, nhưng mà đầu tiên thì chúng ta, đầu tiên nó cũng khai phóng cái tư duy của các bạn đã, cái tư duy của các bạn, thì các bạn hiểu được muốn có sự sống đời đời thì các bạn phải yêu Chúa, mà muốn yêu được Chúa thì các bạn phải yêu lời của Chúa và yêu người xung quanh của bạn, để thỏa mãn hai yêu cầu này đấy, thì mới thật sự là người theo đạo Tin Lành. Còn không thì chúng ta chỉ dừng ở mức độ là đi nhà thờ mà thôi, là một người theo đạo đi nhóm mà thôi, là thành viên hội thánh, là thành viên trong giáo hội mà thôi. Thì đó là những gì mà cái video đầu tiên này nó muốn khai phóng các bạn, là dành nó để làm cái vlog này đấy, là vào đúng cái thời kỳ này, vào đúng với cái thế hệ này, vào đúng với cái bối cảnh xã hội của Việt Nam này, là Lộc nhận diện được như vậy. Lộc muốn nói các bạn, chúng ta phải hành động yêu, hành động yêu. Cầu nguyện là đúng rồi, nhưng mà cầu nguyện là phải giúp con yêu người khác. Lúc nào chúng ta cầu nguyện xin nhiều thứ quá, nó không liên quan trực tiếp đến việc yêu người khác, thì sự phấn hưng sẽ không đến nhanh được. Và ma quỷ nó cũng khôn khéo lắm, nó dường như che giấu cái sự thật này, nó che giấu cái sự thật này, nó che giấu sự thật này, nó không, nó thường đưa các mục sư, rồi đường đưa các người giảng đạo, rồi đường đưa các con cái Chúa xa rời cái việc yêu người này. Và cái việc này nó rất là khó, rất là khó. Nó thường đưa đến là các ngươi phải thuộc linh, các ngươi phải thuộc linh, các ngươi phải mạnh mẽ, phải nói tiếng lạ nhiều, các ngươi phải là người biết ban cho, biết cầu nguyện, biết dâng hiến, biết các loại, biết các loại, các loại, nhưng mà chưa giờ nhấn đến việc yêu người, chưa nhấn đến việc yêu người. Đấy. Thiếu một yếu tố lại là yếu tố quan trọng nhất, cho nên là đạo Chúa thật sự chưa thể thành công được. Thì đó chính là Lộc muốn chia sẻ với các bạn, chia sẻ với các bạn. Các bạn sẽ có rất nhiều lý do khác nhau trong cuộc đời. Tôi không làm chứng được cho người ta, bởi vì đó không phải ơn của tôi. Có thể là tôi không nhiều thời gian rảnh, tôi là người mới tin Chúa, tôi đã lâu rồi không làm chứng cho ai cả, tôi đã làm chứng rồi nhưng người ta cũng không nghe. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều và tôi vẫn đang cầu nguyện. Tôi chỉ biết cầu nguyện thôi, và tôi chỉ cầu mong Chúa sẽ làm. Tôi còn lo lắng nhiều thứ, chưa sẵn sàng. Tôi đã nói về đạo cho người ta rồi, tôi thấy người ta cũng xuôi xuôi, nhưng người ta lại ủa không theo. Có rất nhiều lý do như vậy, và có hàng triệu các lý do khác nữa. Hàng triệu những con người có những lý do này, bởi vì họ không thể cảm nhận được tình yêu mà bạn dành cho họ một cách thật sự, một cách đúng nghĩa là đạo của Chúa. Thì video tiếp theo Lộc sẽ nói về câu chuyện người Samri nhân lành, người Samri nhân lành đã yêu như thế nào. Thì hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, và nguyện Chúa
ban phước cho các bạn, sự giàu cho tấm lòng, cho trái tim, cho linh hồn, cho tâm trí, sức lực các bạn, để các bạn có thể yêu được người như của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều trong video này.